Xin chào bác nhé. Tiếp tục trong video clip ngày hôm nay thì bên cửa hàng lại lên sóng bác những dòng Sonda LA1008 rất là nhiều bác quan tâm và giá thành cực kỳ hợp lý. Với cái model LA1008 thì bên cửa hàng đang bán cho bác ở mức giá là 2,2 triệu. Ở bên cửa hàng bao ship bác nhé. Đây cũng là hai chiếc đẩy mà cửa hàng đang test để gửi cho khách. Thì tiện em lại lên sóng để quay các bác theo dõi kênh để bác đặt hàng cho dễ. Bởi bên cửa hàng này bắt đầu test nhạc, quay chi tiết nội thất cũng như là test báo giá cụ thể để mọi người các bác ở xa không đến cửa hàng được thì các bác có thể đặt hàng thì bên cửa hàng gửi đến tận nơi. Các bác kiểm tra xong test thanh toán thì cái chiếc này là 2,2 triệu bên cửa hàng bao ship nhá. Bao ship tận nhà mới nhá. Tận nhà các bác test xong thanh toán. Đó, rất đẹp, đây còn số xe gì còn nguyên này. Về đằng sau thì sẽ có đường giao loa bằng giác niu trích xoáy nhanh như này. Còn các bác đấu như này sẽ dễ hơn bởi vì sử dụng cầu loa này xoáy ra thì chúng ta siết này sẽ dễ đấu hơn đấy nhá. Nó giống như âm ly đấy, gần như bác nào đấu được. Đó, xoáy thử bác xem này. Đỏ nó sẽ là dương và đen là âm ấy nhá. Đó. Ở các chế độ thì bên cửa hàng đã gạt sẵn cho bác rồi, ví dụ độ nhạy là 0,75 này. Về chế độ đánh thì đang gạt sang system ấy nhá, gạt system. Ở chiếc đẩy này thì nó sẽ có đường vào bằng Canon và đây là cái rắc chuyển đổi từ Canon ra AV bác này. Đấy, cái đổi Canon AV. Chúng ta có thể cắm đường hoa sen và test trực tiếp bác nhá. Cắm hoa sen test trực tiếp. Dụng hai quạt gió bác này, hai quạt gió. Ở đây là một trong dòng cụ đẩy mà nó sử dụng mạch linh kiện toàn cắm chân này, Sonda này, máy rất là lành mới nhá, chạy 16 sò NG và bù áp sò tô. Bên mạch thì còn rất là mới, tụ sử dụng là tụ run mới nhá, 2468 tụ, nguồn là nguồn đồng. Đó. Chung là máy còn tương đối là đẹp. Với những chiếc cụ đẩy này mà cái giá kể cả xả bác cũng giá 2,2 triệu thì một cái giá cực kỳ hợp lý để bác chơi rồi. Đó. Cực kỳ đẹp đó nhá. Số xe gì vẫn nguyên này. Các bạn đặt hàng liên hệ sớm với cửa hàng em nhé. Giá 2,2 triệu mà cả hàng bao ship. Ok, em xin chào các bạn.